Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà, trưởng ban chỉ đạo chương trình sức khỏe học đường thành phố và cũng là Phó ban chỉ đạo an toàn thực phẩm thành phố đã có buổi làm việc với quận Nam Từ Liêm về đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe học đường trong và ngoài trường học. Trước đó, hai đoàn kiểm tra liên ngành số 1 và số 2 của thành phố đã kiểm tra đột xuất tại 6 trường học thuộc hai quận Hà Đông và Nam Từ Liêm. Trong đó tập trung vào việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm cung ứng cho các nhà trường. Để đảm bảo tốt hơn công tác đảm bảo sức khỏe học đường và an toàn thực phẩm trong nhà trường và xung quanh trường học, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu quận Nam Từ Liêm cần tiếp tục đảm bảo an toàn thực phẩm trong và xung quanh trường cho học sinh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các quận cần thành lập đoàn chuyên môn và đi kiểm tra thực tế các đơn vị cung cấp thực phẩm cho nhà trường. Các trường học cần kiểm tra công khai để lựa chọn các đơn vị tốt nhất, đảm bảo bữa ăn an toàn, đủ chất và lượng cho học sinh. Địa phương cần kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống xung quanh trường học nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh.